Năm 2019, tại San Francisco, Tesla chia sẻ đã triển khai nền tảng dữ liệu dựa trên công nghệ Kafka để hỗ trợ hơn 50 tỷ message mỗi ngày. Vậy Kafka là gì mà có thể hỗ trợ lượng lớn dữ liệu đến vậy? Apache Kafka là một nền tảng streaming phân tán, mã nguồn mở có khả năng scale rất lớn. Công nghệ này được tạo ra bởi LinkedIn khi số lượng người dùng của nền tảng tăng đột biến và lượng dữ liệu đã vượt qua năng lực xử lý của những công nghệ lúc đó. Kafka được thiết kế với một kiến trúc phân tán nhằm mục tiêu xử lý gần như tức thì và có khả năng mở rộng mạnh mẽ. Tư tưởng của hệ thống phân tán là những dữ liệu có thể đặt trên các máy chủ khác nhau tại các địa điểm khác nhau. Việc này tận dụng năng lực tính toán song song và dễ dàng scale theo chiều ngang. Trong kiến trúc của Kafka, thành phần quan trọng nhất là topic. Bản chất, đây chính là tổ hợp những dữ liệu cần xử lý và truyền đi giữa hệ thống nguồn và đích. Những dữ liệu này có thể ở định dạng khác nhau như string, JSON. Để tăng tốc quá trình xử lý một topic, nó được chia nhỏ hơn thành nhiều partition. Các partition này được lưu trên những Kafka broker khác nhau tại các máy chủ khác nhau. Tư duy chia nhỏ và tư duy phân tán dữ liệu giúp Kafka rất nhanh. Còn tính sẵn sàng của Kafka thì sao? Nhiều Kafka broker có thể gom nhóm với nhau để tạo thành một cluster. Dữ liệu trong các broker được nhân bản sang nhau giúp toàn bộ hệ thống có khả năng chịu lỗi cao. Do hai tính chất trên, Kafka được ứng dụng trong rất nhiều hệ thống quan trọng. Các nền tảng thương mại điện tử như Amazon rất cần lưu những hành vi và lịch sử giao dịch của khách hàng với mục tiêu tính toán và đưa ra gợi ý sản phẩm phù hợp nhất. Hệ thống gợi ý này sử dụng Kafka để truyền các thao tác click chuột của khách hàng. Chúng được gửi qua Flink để xử lý, sau đó đưa vào Data Lake phục vụ cho việc phân tích. Tại công ty chứng khoán, nơi yêu cầu cập nhật thay đổi bảng giá giao dịch phải ở mức gần như tức thì, Kafka được sử dụng để đồng bộ những thông tin thay đổi trên bảng giá giữa sở giao dịch chứng khoán và các công ty chứng khoán. Uber với 93 triệu người dùng, 3,5 triệu lái xe, trung bình mỗi quý có 1,4 tỷ chuyến đi. Họ cũng dùng Kafka để thu thập vị trí real time của các tài xế rồi gửi tới khách hàng. Ngoài ra, Kafka có thể tích hợp nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau, nên nó được dùng trong bài toán chuyển đổi dữ liệu khác nền tảng. Ví dụ, chuyển đổi từ MySQL sang Postgres. Tuy nhiên, chúng ta không nên áp dụng Kafka cho mọi bài toán. Kafka có thể sử dụng làm công cụ ETL, nhưng nó không phù hợp với những yêu cầu phải biến đổi dữ liệu phức tạp. Nếu bạn chỉ cần xử lý vài nghìn message mỗi ngày, hãy lựa chọn các giải pháp message queue truyền thống như RabbitMQ thay vì Kafka. Đây là tổng thể kiến thức về Kafka mà tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Video này là video đầu tiên trong chuỗi những nội dung ngắn về công nghệ của tôi. Nếu bạn quan tâm nội dung, hãy like, subscribe và đón chờ các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.